Trong bối cảnh nước Tống đang ráo riết chuẩn bị xâm lược từ phía Bắc, thì quân Chiêm Thành lại đánh phá dữ dội ở phía Nam, nước Đại Việt lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch. Chiêm Thành là một đất nước của người Chăm, nằm ở dải đất miền Trung Việt Nam ngày nay, là tên gọi của Vương quốc Champa hùng mạnh trong sử sách Việt Nam từ năm 877 đến năm 1693. Trước năm 859, Việt Nam gọi vương quốc này là Hoàn Vương, nhưng sau này bị sát nhập và đồng hóa vào Đại Việt qua cuộc tiến công và trừng phạt đẫm máu của vua Minh Mạng thời nhà Nguyễn. Từng là một nước có nền văn minh phát triển cao, dân nước này sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và nghề biển. Họ là những nông dân, ngư dân, thương nhân và cướp biển. Quan hệ giữa hai nước Chiêm Việt vốn từ lâu rất phức tạp. Chiêm Thành là một nước có truyền thống đối ngoại rất hiếu chiến. Đối với lãnh thổ của người Việt, họ vẫn luôn nhòm ngó, xâm lấn để cướp bóc và bành trướng. Nhưng kể từ thời vua Lê Hoàn trở đi, thế lực của người Việt đã vươn lên mạnh mẽ lấn lướt người Chăm. Chiêm Thành khi thế yếu thì chấp nhận triều cống Đại Cồ Việt, hay về sau là Đại Việt, nhưng hễ mạnh lên là thường xuyên tấn công quấy nhiễu. Người Việt cũng tỏ ra không hề khoan nhượng, chỉ với thời gian tái lập quốc gia không lâu, từ thế kỷ thứ 10 đến nửa cuối thế kỷ thứ 11, người Việt đã nhiều lần đánh bại và tàn phá các kinh đô của người Chăm, bắt hoặc giết các vua Chăm. Vua Lê Hoàn từng giết vua Bề Mi Thuế, tàn phá kinh đô Indrapura, tức Đồng Dương, vào năm 982. Các đời vua Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông hay Lý Thánh Tông đều có chiến tranh với Chiêm Thành và thường là quân Việt giành phần thắng. Năm 1020, tướng Chiêm Thành là bố lệnh mang quân tấn công Đại Việt. Vua Lý Thái Tổ sai thái tử Lý Phật Mã và tướng Đào Thạc Phụ đem quân chống lại. Quân Chiêm Thành bị đánh bại và chết đến quá nửa, tướng bố lệnh bị giết. Năm 1044, người Chăm bại trận trước cuộc tấn công của quân đội vua Lý Thái Tông. Vua Chiêm Thành là xạ đầu, tử trận cùng với 3 vạn quân, 5.000 người Chiêm Thành bị bắt. Quân Việt thừa thế chém giết người dân Chiêm Thành, xác chất đầy không kể xiết. Tình cảnh thảm thương đến mức vua Lý Thái Tông thấy thương xót mà hạ lệnh, kẻ nào giết bậy bạ người Chiêm Thành thì sẽ giết không tha. Kinh đô mới của người Chiêm là Vieja, tức Phật Thệ, cũng bị chiếm đóng một thời gian dài cho đến khi quân Đại Việt chủ động rút lui. Đến năm 1069, vua Lý Thánh Tông lại đánh chiếm được kinh đô Vieja, bắt sống vua Rudravarman III, tức Chế Củ, cùng toàn bộ hoàng gia và nhiều tù binh, buộc vị vua này phải cắt đất Ba Châu là Bố Chính, Ma Linh, Địa Lý thuộc tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị ngày nay để chuộc lấy mạng sống. Ba Châu này vốn là đất cũ của nước Văn Lang thuở xưa, đã trở thành lãnh thổ của Chiêm Thành trong thời kỳ Bắc thuộc. Các cuộc chiến Việt Chiêm được sử sách của người Việt ghi chép đều nói nguyên nhân do phía Chiêm Thành khơi mào trước bằng những vụ cướp phá biên giới. Có thể hiểu được điều này bởi vì vốn nước Chiêm Thành thường có tập quán cướp biển bắt người để buôn bán nô lệ. Lại thêm, nước Chiêm Thành đánh nhau với người Việt thường bị thua, nên hệ thế nước mạnh lên là lập tức tổ chức đánh cướp người Việt để hòng báo thù. Kể từ lúc vua Chế Củ cắt đất cho Đại Việt để chuộc thân, ông đã mất uy tín để lãnh đạo đất nước. Các sứ quân nổi lên cát cứ khắp nước Chiêm Thành, vua Chế Củ bị xua đuổi và phải lưu vong sang Đại Việt. Vào năm 1074, một hoàng thân thứ Panduranga nước Chiêm Thành tên là Than lên ngôi vua, lấy hiệu là Harivarman IV, chấm dứt thời kỳ loạn lạc. Harivarman IV là người có xuất thân rất đặc biệt, với cha là người của dòng tộc Cao, mẹ lại là người của dòng tộc Dừa. Đây là hai dòng quý tộc lớn nhất của nước Chiêm Thành, vẫn thường hay cạnh tranh với nhau. Vì có xuất thân đặc biệt như vậy, cùng với tài năng của mình, mà Harivarman IV đã thu phục được các quý tộc, đoàn kết dân chúng của Chiêm Thành. Chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, từ năm 1074 đến năm 1075, nước Chiêm Thành đã khôi phục lại được sức mạnh vốn có của mình. Kinh đô Vieja và các đền đài bị tàn phá trong các cuộc chiến tranh đều được sửa sang lại, nền kinh tế Chiêm Thành được khôi phục dưới sự cai trị của vị vua mới. Vua Harivarman IV đã chủ động kết thân với nước Tống, ông gửi cống phẩm xin mở rộng buôn bán với Tống và được nước Tống chào đón nhiệt tình. Người Chiêm Thành nhờ đó mà có được nguồn nhập khẩu lương thực mới và thêm nguồn ngựa chiến mới. Vua Harivarman IV nuôi chí báo thù Đại Việt, có được đồng minh là đối tác thương mại mới cũng chính là sự hậu thuẫn quan trọng về quân sự. Trong năm 1075, Chiêm Thành lập tức cắt đứt quan hệ với Đại Việt, ngưng triều cống, tung quân ra đánh phá. Ba châu của Đại Việt là Ma Linh, Bố Chính và Địa Lý mà vua Chế Củ đã chính thức cắt nhượng cho Đại Việt vào năm 1069. Trong bối cảnh nước Tống đang ráo riết chuẩn bị xâm lược từ phía Bắc, thì quân Chiêm Thành lại đánh phá dữ dội phía Nam, nước Đại Việt lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch. Mùa thu năm 1075, Thái úy Lý Thường Kiệt đã mang đại quân vào Nam để đánh Chiêm Thành. Phía Chiêm Thành biết quân Đại Việt người đông, thiện chiến và trang bị tốt hơn, nên chủ động tránh những trận giao chiến quy mô lớn. Sau vài trận đánh, quân Đại Việt đã đẩy lui được quân Chiêm Thành ra khỏi biên giới, nhưng không gây ra được thiệt hại nào đáng kể cho quân Chiêm. Chiến tranh vẫn nổ ra dai dẳng giữa hai nước đến tận năm 1104, và hai nước có khoảng thời gian ngưng chiến rất lâu, sau đó mới nổ ra chiến tranh Việt Chiêm từ năm 1367 đến năm 1396, là cuộc chiến giữa nước Đại Việt thời nhà Trần
và nước Chiêm Thành phía Nam. Chiến tranh bùng nổ ác liệt nhất trong hơn 20 năm dưới thời của vua chế Bồng Nga của Chiêm Thành. Trong cuộc chiến tranh này, phe Đại Việt của vua Trần Duệ Tông tử trận vào năm 1377, trong khi chế Bồng Nga tử trận vào năm 1390. Lại nói về cuộc tiến công của Lý Thường Kiệt, ông không dám đưa quân tiến sâu vào đất Chiêm Thành như những lần viễn chinh trước của người Việt, vì ông hiểu rằng có một kẻ thù nguy hiểm hơn rất nhiều đang rình rập ở phía Bắc, một bài toán khó được đặt ra với vị thái úy nước Đại Việt. Trước tình hình đó, Lý Thường Kiệt cho tổ chức lại bộ máy chính quyền vốn còn sơ sài ở các châu mới sát nhập, đổi tên châu Ma Linh thành Minh Linh, châu Địa Lý đổi thành châu Lâm Bình. Ông sai người vẽ lại bản đồ chi tiết ba châu Minh Linh, Bố Chính và Lâm Bình. Các dân chúng dũng cảm được chiêu mộ đến để khai khẩn đất đai. Vốn ngay từ thế kỷ thứ 10, cư dân người Việt và người Chăm đã chung sống với nhau trên vùng Ma Linh, Bố Chính và Địa Lý, nhưng mật độ vẫn còn khá thưa thớt. Nay, với việc tổ chức di dân quy mô lớn, Lý Thường Kiệt đã khiến số dân của người Việt trở nên áp đảo so với người Chăm và làm cho mật độ dân cư vùng này dày hơn, tạo điều kiện cho việc cai trị và phòng thủ lâu dài của chính quyền Đại Việt. Với những người dân nghèo tham gia vào cuộc khai khẩn vùng lãnh thổ mới, còn có các thành phần tù tội bị lưu đày, các binh lính trá hình, mọi việc được gấp rút sắp đặt xong trong một quãng thời gian ngắn. Ngay trong cuối thu năm 1075, Lý Thường Kiệt đem đại quân về phía Bắc để chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu mới, sau khi để lại một phần quân lực đồn trú ở vùng biên thùy phía Nam. Mối nguy Chiêm Thành được giải tỏa ít nhiều đối với Đại Việt, nhưng với binh lực vẫn còn gần như nguyên vẹn và ý chí báo thù, đội quân của vua Harivarman IV nước Chiêm Thành vẫn như mũi dao hiểm trực chờ đâm sau lưng nước Đại Việt. Sau khi ổn định vùng biên giới và lập được phòng tuyến phòng thủ tại phía Nam, Lý Thường Kiệt chỉ huy 10 vạn quân Đại Việt chia làm hai đạo tấn công phủ đầu nước Tống và hai căn cứ đồn trú lương thảo và quân bị ở hai châu Khâm Liêm. Để biết chi tiết về điều này, các bạn hãy theo dõi clip Lý Thường Kiệt đã đem quân chinh phạt Đại Tống như thế nào, được dán link tại phần mô tả. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Khương Duy tự Bá Ước, người quận Thiên Thủy, Lương Sơn, nay thuộc tỉnh Cam Túc, là nhà quân sự nổi tiếng thời Tam Quốc. Khương Duy vốn là trung lang tướng của Tào Tháo ở quận Thiên Thủy, sau đầu hàng Thục Hán, được Gia Cát Lượng trọng dụng và mến mộ nhận làm học trò. Sau khi Gia Cát Lượng chết, Khương Duy nắm quyền thống lĩnh quân sự Thục Hán, 9 lần đem quân phạt ngụy nhưng không thành. Khi hậu chủ Lưu Thiện đầu hàng Thục Hán diệt vong, Khương Duy đầu hàng Trung Hội với ý đồ lợi dụng Trung Hội để phục quốc nhưng thất bại, bị chết trong đám loạn quân khi 62 tuổi. Đánh giá về Khương Duy, rất nhiều sử gia cho rằng Thục Hán mất bởi tay ông nguyên nhân chính là do Gia Cát Lượng đã phạm sai lầm lớn trong việc chọn người kế nghiệp, vì Khương Duy chẳng có bản lĩnh gì xuất sắc ngoài chút tài mọn về quân sự. Vậy đâu mới là sự thật về Khương Duy? Liệu ông có phải chịu trách nhiệm về sự diệt vong của Thục Hán? Có tài năng chính trị nhưng không gặp thời. Tài năng chính trị là điều gây tranh cãi nhiều nhất. Nhiều người cho rằng Khương Duy rất kém về mặt chính trị, không biết nội chính, bất lực trước sự ngang ngược của đám gian thần như Hoàng Hạo. Nghe thì có vẻ có lý, nhưng thật ra là rất vô lý. Khương Duy thân phận là một hàng tướng, một bước lên đỉnh cao quyền lực ở trên các tướng Thục. Quan lộ hành thông như vậy, nếu không có tài năng thực liệu có ổn hay không? Quan trường nước Thục thì rất hỗn loạn. Trong thực tế, ngoài hoạn quan Hoàng Hạo, Khương Duy còn phải đối phó với cả Tường Uyển, Phí Vĩ và Gia Cát Chiêm, con trai của thầy mình, bởi sự đố kỵ và ghen ghét. Khương Duy thực ra chỉ là người múa gậy trong bị, tình thế Thục Hán lúc bấy giờ, đến Gia Cát Lượng cũng không thể xoay chuyển được. Các cuộc đấu đá nội bộ diễn ra liên miên, cần phải biết, số phận của hàng thần đến như Mã Siêu, công trạng với Thục Hán lớn như vậy, rồi cũng phải về quê chết trong u uất. Để tránh bị nghi ngờ, Khương Duy không thể can dự triều chính, Lưu Thiện lại là hôn quân, gần đám tiểu nhân mà xa lánh hiền thần, không chịu nghe theo trung ngôn, dẫn đến Thục Hán ngày càng suy yếu, lũ gian thần như Hoàng Hạo đứng sau khống chế Lưu Thiện, trừ khi bị phế bỏ, chẳng ai phù trợ được ông vua như thế. Vì vậy, không nên đổ mọi trách nhiệm cho Khương Duy trong sự diệt vong của Thục Hán. Về sức hút nhân cách, Khương Duy nổi tiếng là người con có hiếu, cha làm quan ở Thiên Thủy bị chết trận. Khương Duy sống cùng với mẹ, thường kết giao với một số hào kiệt trong lòng nuôi chi lớn. Tam Quốc Chí Khương Duy truyện ghi lại, từ nhỏ Duy đã đọc sách của Hán đại nho Gia Trịnh Huyền nên chịu ảnh hưởng sâu sắc. Đó có lẽ là căn nguyên khiến ông muốn lập công danh, tâm tồn Hán thất và luôn nung nấu tư tưởng phục hưng nhà Hán, khôi phục Trung Nguyên sau này. Lúc đầu làm quan trung lang của Tào Ngụy, năm 228 giữ Thiên Thủy cùng với thái tú Mã Tuân. Khi quân Thục Hán kéo đến, nhiều người muốn theo Hán. Mã Tuân nghi Khương Duy thay lòng đổi dạ nên bỏ trốn. Khương Duy đang dẫn quân ở ngoài hay tin quay về thì cổng thành đã đóng, chạy sang Dực Thành cũng bị từ chối. Trong tình thế nguy nan, ông buộc lòng phải đầu hàng Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng hàng phục được Khương Duy thì rất vui mừng, muốn dùng ông để đánh Tào Ngụy nên đề nghị gia phong ngay làm Phụng Nghĩa tướng quân, đương Dương Đình Hầu. Khi đó Khương Duy mới 27 tuổi, trung thành với nhà Hán. Khương Duy truyện chép, Gia Cát Lượng nói với Trương Duệ, tham quân Tưởng Uyển, Khương Bá Ước trung thành chăm chỉ, suy nghĩ thấu đáo, Lý Thiệu Mã Lương cũng không sao sánh được, quả là kẻ sĩ đất Lương Châu. Lại khen Khương Bá Ước có kiến thức về quân sự, lại gan dạ hiểu đạo lý, được lòng binh sĩ. Người này có lòng với Hán thất, tài cán hơn người.
Trước tiên, để hắn